tháo ra hả? Để đó cho bảo vệ mắt chứ. Rồi khoan tiếp. Tháo lên, tháo lên. Đúng rồi. À, tháo ra hả? Khó chịu hả? Bỏ xuống đó. Bỏ xuống đây nè. Bỏ xuống vô cái này nè. Được ba. Ba cầm nha. Đeo lại nữa hả? À, khoan nó phải đeo đúng không? Nè. Ôi. Ừ, đừng có đeo nữa, nó lằn này nè. Nó lằn trán này nè. Thôi đừng có đeo nữa. Cái này đau, đeo đau, thôi đừng có đeo nha. Lằn nó lằn trán này con. Này lằn trán này nè. Ui. Đeo không được. Rồi. Ok. À tháo ra đau đúng không? Bật quạt lên nha, nóng nha. Ừ, bật quạt cho mát. Rồi vào đây. Bạn đeo hả? Vào đây đây nè. À, đứng đứng đứng. Đây này chứ. À đau đúng rồi. À đau. Hả? Rồi. Ok. Chắc thời dài hả? À, tháo ra. Tháo ra đừng có đeo rồi nha. Đau á, nó làm trán kìa. Này khoan cái lùa này đi. Đúng rồi. Rồi khoan. Lùng chưa? Lùng chưa kìa. À, đi về rồi. Lấy búa đục đi. Lấy búa đục cho con. Lấy búa với Petrovic đục vô. Búa đâu? Đúng rồi, lấy vít đục vô. Vít đâu? Đúng rồi, búa nữa. Lấy búa đóng nghe, búa đầu kia kìa. Lấy búa lại. Búa, búa. Không, búa cái kia mà. Cái dao hả? Dao rọc giấy hả? À, rọc cắt hả? Đúng rồi, đừng có bẻ, đừng có bẻ. Rồi, 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 ba làm nha. Mờ quá rồi. Nào, luôn chưa? Rồi. Từng này đủ rồi. Không là đi, à, ok. Rồi là lấy búa đóng đi. Búa đầu kia kìa. Đi thẳng, đi thẳng. Gần cái khối Rubik á, cái búa đó. Búa nè. Búa nè coi. Búa nè. Đúng rồi. Rồi đóng này. Cầm cho đóng này. À, à ba. Rồi đóng đi. Úi trời. Úi trời. Rồi đóng này. Đóng, đập đây. Rồi đập lên đây. Đập lên cái tô vít này nè. Rồi đập. Đập lên đây này, gọi lên đây nè. Lấy búa gọi lên đây nè. Rồi lấy tay ra. Rồi lấy búa gọi lên đây. Đúng rồi, lấy búa đập cho đó. Này nhìn ba làm này. Này gọi đây. Hả? À, lùng á. Đúng rồi, lùng chưa. Ơi, ơi. Đóng từ từ, đóng đóng cho chuẩn. Rồi. Ấy, ấy à. Sao vậy? Đi đâu vậy? Anh thợ đi đâu vậy anh thợ? À, lấy một lít hả? À, vặn hả? À, vặn được không? Vặn hả? Lau hả? Một lít để vặn ốc mà. Một lít vặn này nè. Một lít chứ không phải dao con ạ. Một lít. Dao đó kia kìa, dao nè. Dao đây nè. Dao này dao rọc giấy nè.
một, không, cái này là màu lết. Dao, đúng rồi. Đóng lại. Mọ lết. Cái nói là mọ, mọ lết. Ừ, đúng rồi. Mọ lết. Dao, rọc giấy. No, mọ lết. Đúng rồi. Đúng rồi. No. No. Đúng rồi. No, mọ lết. Đúng rồi. No. Đùa với ba hả? No, mọ lết. Cái đó cái gì? Đúng rồi. Thôi tháo cái kính ra đi, đâu kìa. Gì vậy? Nhìn gì vậy? Uống nước nha. Nước.